Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tiêu điểm quốc tế. Trước chiều hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2023, sẽ có các thông tin đáng chú ý như sau. Ukraine nói Nga đánh vào một loạt tỉnh phía đông. Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược, thế trận vẫn chưa ngã ngũ. Vì sao Storm Shadow không giúp Ukraine tạo đột phá khi phản công? Tại sao tên lửa HIMARS không còn được nhắc tới nhiều tại Ukraine? Ba Lan nói Ukraine phạm sai lầm nghiêm trọng khi triệu tập đại sứ của Warsaw. Điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ở Putin sẽ thảo luận những gì? Mỹ-Trung khó nối lại đối thoại quân sự. Cuộc đảo chính tại Niger làm đảo lộn kế hoạch an ninh của Mỹ. Sau đây là thông tin chi tiết. Ukraine nói Nga đánh vào một loạt tỉnh phía đông. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua rất căng thẳng khi Ukraine tuyên bố đẩy lùi các mũi tiến công của Nga ở sườn phía đông. Trong khi đó, Moscow cáo buộc Kiev triển khai loạt máy bay không người lái UAV đánh nhiều mục tiêu của Nga từ thủ đô Moscow, Crimea, tới cả các tàu quân sự và dân sự tại Biển Đen. Theo hãng tin Ukraine Bộ Tổng tham mưu quân Ukraine cho biết rằng trong ngày 1 tháng 8, quân Nga đã có một đợt dội tên lửa, 49 lần không kích và 33 lần khai hỏa các hệ thống pháo phần lực bắn loạt MRRS vào các vị trí của lực lượng Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các đòn tấn công của Nga đã gây ra một số tổn thất dân sự cho phía Ukraine. Bộ Tổng tham mưu cho biết xác suất Nga tiếp tục oanh tạc các mục tiêu trên khắp Ukraine vẫn còn rất cao. Chia sẻ với kênh truyền hình United News, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malia nói rằng phía Nga đang tìm mọi cách tiến vào Ukraine theo ba hướng từ sườn đông, gồm Kovians ở tỉnh Kharkiv, Lyman ở tỉnh Donetsk và Svatove tại tỉnh Lugan. Theo bà, nỗ lực của Nga ở các hướng giao tranh trên đều không thành công. Ukraine đã để lùi các cuộc tấn công của đối phương trong ngày qua. Đó đều là những trận chiến rất ác liệt và tình hình đang căng thẳng, bà Malia nói. Ngoài ra, theo Bộ Tổng Tham mưu, các lực lượng Ukraine đang tiếp tục phản công ở các thành phố Militopol và Berdyansk, đều thuộc tỉnh Zaporizhia. Theo bộ này, hai bên lực lượng đã có 26 đợt đụng độ trên khắp chiến tuyến trong ngày 1 tháng 8. Trong ngày qua, đơn vị máy bay Ukraine đã có 9 lần không kích vào quân đội Nga, trong đó có 7 lần nhắm vào mục tiêu cụm nhân lực và thiết bị quân sự, một lần vào sở chỉ huy và một lần vào hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga. Bên cạnh đó, các lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng 10 khẩu pháo, 4 trạm tác chiến điện tử, 4 sở chỉ huy, kho khí tài và thiết bị quân sự, 5 hệ thống phòng không, 3 cụm nhân lực và hai mục tiêu quan trọng khác của đối phương. Ngày 1 tháng 8, Nga cho biết đã bắn hạ một đợt UAV mà Nga nói của Ukraine nhắm vào Moscow, bán đảo Crimea và các tàu sân sự Nga ở Biển Đen, theo đài RT. Trong số các mục tiêu có một tòa nhà chọc trời tại Moscow, vốn đã bị UAV tấn công hai ngày trước đó. Hai UAV Ukraine đã bị hệ thống phòng không trên lãnh thổ của các quận Odinsovo và Narofomins, tỉnh Moscow phá hủy một UAV khác đã bị hệ thống tác chiến để tử Nga nhắm mục tiêu, sau đó mất kiểm soát và rơi xuống khu thương mại của thành phố Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ngoài ra, bộ này còn cho biết thêm rằng các lượng Kiev trong đêm 1 tháng 8 đã dùng 3 chiếc xuồng không người lái tấn công các tàu vận tải dân sự của Nga đang hướng tới eo biển Bosphorus ở phía tây nam Biển Đen. Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố. Trước đó cùng ngày, theo RT, các quan chức quốc phòng Nga cho biết 3 UAV của Ukraine cũng tấn công vào hai tàu tuần tra của Nga tại Biển Đen tên là Sergei Kotov và Vasily Bikov, đồng thời cho biết thêm rằng các tàu này vẫn tiếp tục hoạt động. Trong một diễn biến khác, thị trưởng thành phố Sevastopol, ông Mikhail Zavoyev cho biết một UAV Ukraina đã bị đánh chặn khi hoạt động trên bán đảo Crimea. Theo dữ liệu sơ bộ, một UAV đã bị đánh chặn tại khu vực Karakoba, Sevastopol, Crimea. Nó bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu, sau đó rơi xuống khu vực này và phát nổ. Các đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để giải quyết đám cháy. Ông viết trên Telegram cá nhân. Ông Zavoyev yêu cầu người dân thành phố chỉ tin vào thông tin chính thức. Theo RT, Nga cho biết sẽ tăng cường oanh tạc vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bằng UAV của Kiev trên lãnh thổ Nga. Nga và Ukraine tuyên bố trái ngược, thế trận vẫn chưa ngã ngũ. Trang tin Business Insider của Mỹ cho biết, cuộc phản công của Ukraine đạt tiến triển vượt bậc. Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga lại cho biết cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi. Theo trang tin Business Insider của Mỹ đã đưa tin, ngày 27 tháng 7, rằng sau gần 2 tháng phản công với tốc độ chậm chạp, thì vừa qua, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào mặt trận Zabrychia ở phía Nam. Business Insider cho biết điều này có nghĩa là quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc phản công của Ukraine. Hãng tin Mỹ CNN cũng trích dẫn lời một quan chức Nga ngày 27 tháng 7 cho biết quân đội Ukraine đã đột nhập vào tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga theo hướng Zabrychia và giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn. Tờ Business Insider dẫn nguồn tin Ukraine cho biết tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã tuyên bố trong một bài phát biểu trước quốc gia vào hôm 26 tháng 7 rằng các đơn vị của chúng tôi đã đạt được tiến bộ rất tốt trên tiền tuyến ngày hôm nay thông tin chi tiết sẽ có sau ông yevgeny balitsky một quan chức do nga bổ nhiệm tại vùng zaporizhia cho biết quân đội ukraine đang phát động một cuộc tấn công vào hướng zaporizhia với việc tập trung hàng trăm xe tăng xe bọc thép trên hướng này cuộc phản công của ukraine trên hướng zaporizhia là rất rõ ràng đó là đẩy mạnh tiến công về phía nam uy hiếp thành phố Militopol ven biển Azov, chia cắt lãnh thổ Nga với khu vực bán đảo Crimea, đồng thời cô lập bán đảo Crimea. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố rằng lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện hơn chục cuộc tấn công vào quân đội Nga, nhắm vào các nơi tập trung binh lực, hệ thống phòng không và kho hậu cần của quân đội Nga. Các đơn vị pháo binh và sở chỉ huy của Nga cũng bị trúng đạn của Ukraine. Ngoài ra, tờ BBC Insider cũng dẫn lời cơ quân sự Nga Ryba vào ngày 26 tháng 7 cho biết một nhà máy sửa chữa phương tiện khí tài của Nga ở bán đảo Crimea đã bị tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine tấn công. Máy bay chiến đấu ném bom Su-24 của không quân Ukraine đã phóng tổng cộng 4 tên lửa Storm Shadow, một trong số đó trúng vào xưởng sửa chữa phương tiện và ba quả còn lại trúng kho đạn trên bán đảo Crimea. Blogger quân sự Nga Rybal cho biết, Business Insider còn cho biết thêm, nhà máy sửa chữa phương tiện bị trúng tên lửa Storm Shadow tại Crimea là một trung tâm sửa chữa quan trọng trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng Ukraine, nơi lưu trữ hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện khác đang chờ sửa chữa. Một thông tin khác trên Business Insider cũng đề cập rằng, trong cuộc phản công kéo dài gần 2 tháng, bước tiến của quân đội Ukraine đã diễn ra rất chậm trước tuyến phòng thủ vững chắc của quân đội Nga, bao gồm các chiến hào, dây thép gai, chướng ngại vật chống tăng và bãi mìn. Việc vượt qua được những chứa ngại vật này là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã cố gắng tiết kiệm nhân lực và khí tài trang bị trong chiến đấu, đặc biệt là các phương tiện bọc thép hạng nặng do phương Tây cung cấp. Điều này được thể hiện là các cuộc tấn công của Ukraine được tiến hành bằng các nhóm nhỏ mà có rất ít xe tăng, xe bọc thép hỗ trợ thông tin của bcd insider cũng cho biết bộ trưởng quốc phòng mỹ là austin người đang thăm papua new guinea đã cho biết rằng quân đội ukraine đã được chuẩn bị và huấn luyện đầy đủ và họ có khả năng thành công như tôi đã đề cập vào tuần trước mặc dù quân đội ukraine đã cố gắng vượt qua bãi mìn và các chướng ngại vật khác nhưng quân nga vẫn có rất nhiều sức mạnh chiến đấu theo các thông tin được bcd insider đề cập giữa lời các quan chức lầu Đồng góc quân đội ukraine đã tung hàng nghìn lực lượng tăng viện cho mặt trận tại khu vực Zabroche, bao gồm cả các đơn vị do các nước phương tây huấn luyện và trang bị các chỉ huy quân đội Ukraine tin rằng họ đã tìm ra điểm yếu của tuyến phòng thủ Nga và đang phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào những nơi này, nhưng đó hoàn toàn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Thông tin trên BCD Insider còn tiết lộ cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine được tiến hành sau khi tư lệnh tập đoàn quân 58 của Nga, Thiếu tướng Ivan Popov bị cách chức. Tướng Ivan Popov đã bị cách chức vì cho rằng quân đội Nga thiếu nghiêm trọng khả năng chống pháo binh và trinh sát. Điều này đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội. Trang BCD Insider cho rằng Mũi nhọn tấn công của Ukraine là hướng vào khu vực phòng thủ, từng do thiếu tướng Popov phụ trách. Tuy nhiên, trang BCD Insider cũng đề cập rằng liên quan tới cuộc tấn công do quân đội Ukraine phát động, hãng dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bọc thép quy mô lớn trên mặt trận Zaporozhye. nhưng cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi với một số thiệt hại về người và khí tài trang bị. Nhóm thiết giáp Ukraine lọt vào trận địa chống tăng của Nga tại Rabotino, Zaporozhye bị tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM của Nga xóa sổ. Vì sao Storm Shadow không giúp Ukraine tạo ra bước đột phá trong cuộc phản công? Tên lửa hành trình Storm Shadow dường như không tạo ra được hiệu quả trong chiến đấu của Ukraine sau 3 tháng kể từ khi Anh cung cấp loại tên lửa này cho Kiev, báo Mỹ Insider ngày 1 tháng 8 đưa tin. Đầu tiên là máy bay không người lái Beretta TB2, sau đó là phá phản lực HIMARS và mới nhất là tên lửa Storm Shadow. Các khí tài này lần lượt bị Nga tìm ra cách khắc chế và không còn tạo ra hiệu quả chiến đấu, Insider nhận định. Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow vào tháng 5. Mẫu tên lửa này được cho là có thể thay đổi cuộc chơi, giúp tạo ra bước đột phá cho cuộc phản công của Ukraine. Trên thực tế, quân đội Ukraine đã có hai đợt phản công, lần đầu vào tháng 6 và lần thứ hai vào cuối tháng 7, nhưng đều chưa đạt được sự đột phá. Tuần qua, Ukraine được cho là đã phóng 12 tên lửa Storm Shadow, nhưng chỉ gây hư hại nhẹ cho cầu đường sắt ga, cây cầu kết nối bán đảo Crimea với tỉnh Kherson không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tên lửa Storm Shadow gây tổn hại cho các khí tài Nga hay lực lượng ở tiền tuyến. Chúng ta không nhận thấy tác động rõ rệt của tên lửa Storm Shadow đối với các lực lượng Nga ở tiền tuyến. Một phần là do Nga đã biết cách khắc chế và có sự điều chỉnh về chiến thuật. Michael Copman, chuyên gia tới từ quỹ Kennedy vì hòa bình quốc tế, có trụ sở tại Mỹ nhận định. Theo chuyên gia Copman, mức độ hiệu quả của tên lửa Storm Shadow mà Ukraine sử dụng rõ ràng kém xa so với những gì phá vật lực HIMARS từng tạo ra trong suốt nhiều tháng mùa hè năm 2022. Ngoài ra, các máy bay Ukraine không dễ phóng tên lửa khi Nga bố trí dày đặc các hệ thống phòng không. Các hệ thống phòng không tầm trung vào tầm xa của Nga có thể phát hiện chiến đấu cơ Ukraine trước khi các máy bay này phóng tên lửa Storm Shadow. Nga là quốc gia sở hữu công nghệ radar và hệ thống tác chiến điện tử hàng đầu thế giới, trong đó có các hệ thống radar có năng lực chống tên lửa tàng hình như Storm Shadow. Radar Neobium hay còn gọi là máy quét bầu trời được Nga sử dụng trong xung đột tại Ukraine có bán kính hoạt động lên tới 500 km radar Niobium đã nhiều lần giúp các lực lượng Nga kịp thời phản ứng, đẩy lùi các cuộc tập kích trên không của Ukraine. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga cũng được cho là đã từng ngăn chặn tên lửa Storm Shadow ở chiến trường Syria năm 2018, nên Nga không hề bị động khi đối phó mẫu tên lửa này tại Ukraine. Chuyên gia quân sự Mỹ Michael Peck nhận định, Nga dường như đã thay đổi cách triển khai mạng lưới hậu cần, kho khí tải để giảm sự tổn thương trước các đòn tấn công của đối phương, đặc biệt là từ tên lửa Storm Shadow. Kết quả là Ukraine thời gian gần đây chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình do Anh cung cấp để tấn công cơ sở hạ tầng cố định như cầu đường. Tuy nhiên, cuộc tập kích nhằm vào cầu đường sắt hôm 29 tháng 7 cho thấy gần như toàn bộ tên lửa Storm Shadow đã bị nga đánh chặn. Tại sao tên lửa HIMARS không còn được nhắc tới nhiều tại Ukraine? Tờ Topua của nga nêu lý do tại sao tên lửa HIMARS ít được nêu tên tại Ukraine gần đây, khi trước đó đó là khí tài được Kiev ca ngợi hết lời. Sau khi đưa vào chiến trường Ukraine tòa pháo phản lực cơ động cao HIMARS có tầm bắn khoảng 80 km đối với đạn pháo thông thường và có thể lên tới 300 km với tên lửa chiến thuật đã tỏ ra là khí tài hết sức lợi hại. Sau khi được Mỹ chuyển giao tên lửa HIMARS, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào những tuyến đường tiếp vận và mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho quân Nga tại Ukraine. Nhưng trong thời gian gần đây, tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine rất ít khi được nhắc tới. Các ý kiến chủ yếu cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới sự biến mất của hai Mars là do tín hiệu vệ tinh CBS bị tác chế điện tử EW của Nga gây nhiễu. Do Ukraine không có nhiều khí tài tiến công tầm xa, nên tổ hợp pháo và lực cơ động cao hai Mars chủ yếu sử dụng đạn dẫn đường chính xác M31 là khí tài tấn công tầm xa. Trong khi đó, loại đạn này phải dựa vào tín hiệu vệ tinh CBS để đạt được các đòn tấn công chính xác. Quân đội Nga đã giải mã phương thức và tần số tiếp nhận tín hiệu vệ tinh CBS của đạn M31 trong 6 tháng qua. Sau khi bị gây nhiễu, đạn dẫn đường M31 của tổ hợp HIMARS đã mất đi độ chính xác. Nhưng trên thực tế, thông tin này không đáng tin cậy bởi vì xét về năng lực tác chiến điện tử hiện tại của Nga vẫn chưa có năng lực gây nhiễu điện tử cấp độ này. Nhiều nhất Nga chỉ có năng lực gây nhiễu ở mức độ nhất định trong một khu vực trọng điểm cần ưu tiên bảo vệ. Trên thực tế, có hai nguyên nhân lớn dẫn tới sự biến mất của tổ hợp pháo vật lực cơ động cao HIMARS. Thứ nhất là do đạn dự trữ loại đạn này đã cạn kiệt. Ukraine không có đạn dự trữ và không có nhiều quốc gia đồng minh phương Tây có loại đạn M31 này trong kho. Mỹ tuyên bố rằng một tổ pháo phản lực cơ động cao HIMARS có giá 5,52 triệu đô và một quả đạn pháo dẫn đường bằng GPS M31 có giá 100.000 đô. Như vậy nhìn tổng thể, giá không hề rẻ để Ukraine có thể sử dụng liên tục trong thời gian dài. Mặc dù loại đạn M31 có giá không hề rẻ, nhưng đó là khí tài tấn công đạt được hiệu quả tốt trong giai đoạn đầu cuộc chiến. Và nếu tính toán về kinh tế, đó vẫn là một phương án cực kỳ tiết kiệm. Nếu phía Nga sử dụng các tên lửa phòng không như S-300, S-400 để đánh chặn, thì cũng rất rơi vào tình trạng càng dùng càng tốn kém. Theo thông tin chính thức từ Mỹ được tờ CNN đăng tải, họ chỉ cung cấp cho Ukraine 18 tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS, nhưng Ukraine từng tuyên bố rằng họ cần 100 bộ nhưng sau đó không có thêm thông tin hỗ trợ nào. Điều đó có nghĩa là Ukraine vẫn chỉ có 18 tổ hợp. Nguyên nhân chính của việc tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS gần như bị quên lãng trên chiến trường Ukraine. Do đây là khí tài tấn công theo kiểu phẫu thuật, chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu thiết giáp tập trung. Nhưng hiện tại chiến trường Ukraine phần lớn đã rơi vào hình thức giằng co dưới chiến hào cường độ thấp, giống như trong Thế chiến thứ nhất. Cùng với đó là hiện nay, quân đội Nga không còn tổ chức các lực lượng thiết giáp quy mô lớn. Bên cạnh đó, quân đội Nga thực hiện phân tán lực lượng gần khu vực chiến tuyến, nên quân đội Ukraine cũng không tìm ra được mục tiêu nào xứng tầm trọng điểm. Với tình hình bế tắc ở chiến trường hiện nay, tù hợp pháo phần lực cơ động cao HIMARS chuyên dùng tấn công mục tiêu thiết giáp quy mô lớn hoặc tập trung binh lực tập trung. Quả thực không phát huy được tác dụng. Nếu dùng HIMARS tấn công các mục tiêu lẻ tẻ, thì thực sự không hiệu quả trong khi chi phí bỏ ra là quá lớn. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Card, người đã rời chức vụ vào mùa hè này cho rằng ít nhất thì việc quân đội Ukraine trong tương lai gần hoặc có thể không bao giờ sẽ không nhận được hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS từ Mỹ vì khí tài này là không cần thiết. Theo cựu quan chức lầu năm góc, Mỹ không cần cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev vào lúc này vì Ukraine hiện đã nhận được tên lửa hành trình tấn công tầm xa Storm Shadow của Anh và SCAP của Pháp. Hơn nữa, nhiều ông Card đã nói Vấn đề mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt trong cuộc phản công không nằm ở việc thiếu khí tài tấn công tầm xa, mà theo cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, trở ngại chính đối với quân đội Ukraine -na hiện nay chính là những bãi mìn của Nga. Ông Katz nhấn mạnh rằng, mỗi khi xem xét một gói hỗ trợ cho Kiev, lầu năm góc trước hết sẽ đánh giá nhu cầu của chính quân đội Mỹ. Tên lửa ATACMS hiện không được sản xuất và do đó, chúng là khí tài có giá trị mà quân đội Mỹ giữ để sử dụng trong các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có thể được phóng bằng hệ thống pháo vật lực phóng loạt cơ động cao HIMARS và pháo vật lực phóng loạt MLRS M270 mà Mỹ và Anh cung cấp cho Ukraine. Nếu đạn M31 chỉ có tầm bắn tối đa 80 km, trong khi ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Ba Lan nói Ukraine phạm sai lầm nghiêm trọng khi triệu tập đại sứ của Warsaw. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng Ukraine đã phạm sai lầm lớn khi triệu tập đại sứ nước này sau bình luận của một quan chức cấp cao. Theo đài RT của Nga, Tuyên bố trên Twitter ngày 2 tháng 8, ông Morawiecki cho rằng quyết định triệu tập đại sứ Ba Lan của Ukraine không bao giờ nên xảy ra. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng Warsaw đã viện trợ lớn cho Ukraine từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào năm ngoái. Trong chính trị quốc tế, khi đối mặt với một cuộc chiến đang diễn ra và tính tới số hỗ trợ to lớn mà Ba Lan đã dành cho Ukraine, những sai lầm như vậy không nên xảy ra. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ danh dự, an ninh và lợi ích của Ba Lan mà không quốc gia nào có thể chi phối, Thủ tướng Morawiecki cho biết. Phản bác của Thủ tướng Morawiecki được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập ông Bartosz Sichoki, đại sứ Ba Lan tại Kiev để thảo luận về những tuyên bố gần đây của ông Marcin Prisdak, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TVP của Ba Lan, ông Prisdak đã bảo vệ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine của Ba Lan. Ông kêu gọi Ukraine nên thể hiện sự cảm kích đối với sự hỗ trợ của Ba Lan dành cho nước này trong cuộc xung đột với Nga. Song chính phủ Ukraine đã phản ứng tiêu cực với các bình luận này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói rằng những tuyên bố cho rằng Ukraine không cảm kích với sự hỗ trợ của Ba Lan không phản ánh đúng sự thật và không thể chấp nhận được. Ông Andrei Sibiga, phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng chỉ trích những tuyên bố vô căn cứ cho rằng Kiev không đánh giá cao sự giúp đỡ của các nước láng giềng. Ngoại trưởng Ba Lan Pavel Jablonski đã bác bỏ những lời chỉ trích từ Kiev, khẳng định chính sách của Ba Lan được định hướng bởi lợi ích của đất nước đồng thời nhấn mạnh các khoản viện trợ lớn mà Warsaw đã dành cho Kiev trong năm qua. Khi liên minh châu Âu cắt giảm hạn ngạch và thuế quan đối với hàng nông sản xuất khẩu của Ukraine để thúc đẩy nền kinh tế của nước này trước cuộc xung đột với Moscow, ngũ cốc giá rẻ đã tràn vào thị trường chung của EU khiến nông dân ở Đông Âu phản đối. Trong đó, Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania cáo buộc nguồn ngũ cốc giá rẻ nhập khẩu từ Ukraine là nguyên nhân gây khó khăn cho sản phẩm nội địa. Năm thành viên của EU, bao gồm cả Ba Lan, ban đầu đã thúc đẩy các hạn chế riêng đối với ngũ cốc của Ukraine, sau đó toàn bộ thành viên của khối đã đưa ra lệnh cấm chính thức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Bruxelles dỡ bỏ lệnh cấm này vào ngày 15 tháng 9, gọi chính sách này là phi châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Denis Shulman cũng chỉ ra quan điểm của Ba Lan là không thân thiện và theo chủ nghĩa dân túy. Điện đàm với Tổng thống Putin Erdogan, ông Putin sẽ thảo luận gì? Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên công bố kế hoạch điện đàm với ông Erdogan trong cuộc họp báo tóm tắt kết quả của hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 2 tháng 8. Đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau một loạt các sự kiện lớn bao gồm việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc biển đen với quyết định của Ankara về việc trao trả các chỉ huy tiểu đoàn Azov cho phía Ukraina. Nhà lãnh đạo Nga lên tiếng lần đầu về kế hoạch điện đàm với Erdogan vào ngày 29 tháng 7 trước cuộc họp báo tóm tắt kết quả của hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi. Theo Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo đã định nói chuyện với nhau vào một ngày sớm hơn, nhưng không tìm được thời điểm thuận lợi. Cuối cùng đã ấn định cuộc điện đàm vào ngày 2 tháng 8. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1 tháng 8 đã xác nhận thông tin trên. Cuộc điện đàm gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngày 24 tháng 6, khi Putin thông báo cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình ở đất nước ông liên quan tới cuộc binh biến thất bại của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner. Ông Putin và ông Erdogan đã có 9 cuộc điện đàm trong năm nay, theo hãng tin TASS. Hồi tháng 4, họ đã cùng nhau tham gia theo hình thức trực tuyến buổi lễ nạp nhiên liệu vào nhà máy điện hạt nhân Akuyu mà Nga đang xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp trực tiếp gần đây nhất của hai vị tổng thống diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào tháng 10 năm 2022. Điện Kremlin không công bố chủ đề của cuộc điện đàm chuẩn bị diễn ra. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vedishin cho biết vào ngày 21 tháng 7 rằng hai nhà lãnh đạo có kế hoạch thảo luận trong các cuộc điện đàm về tương lai của các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải tại Biển Đen. Trong khi đó, Ankara nói rằng khả năng nối lại sáng kiến ngũ gốc Biển Đen sẽ được chú ý trong các cuộc hội đàm. Trước đó, ông Erdogan mô tả thỏa thuận này là cơ hội để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực mà hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều trong bối cảnh đại dịch và khủng hoảng kinh tế. Đồng thời, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần chỉ ra rằng yêu cầu của Nga về dỡ bỏ các hạn chế ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga là rất hợp lý. Thỏa thuận ngũ gốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã sụp đổ ngày 17 tháng 7 sau hơn một năm có hiệu lực. Tuần trước, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Nga Châu Phi, ông Putin cho biết Nga ban đầu đồng ý tham gia thỏa thuận với điều kiện nó bao gồm các điều khoản nhằm lại bỏ những trở ngại đối với việc đưa ngũ cốc và phân bón Nga tới thị trường thế giới. Vì không có điều kiện nào trong số này được đáp ứng, nên Moscow đã rút lui khỏi thỏa thuận giúp đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc của Biển Đen. Bây giờ, theo Putin, Nga sẽ chờ các điều khoản đối với Nga được thực hiện rồi mới quay trở lại thỏa thuận. Trong khuôn khổ cuộc điện đàm, sáng kiến xây dựng một trung tâm trung chuyển khí đốt trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến cũng được thảo luận. Hồi tháng 10 năm 2022, Tổng thống Putin đề xuất thành lập một trung tâm khí đốt lớn nhất ở châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển hướng lượng khí đốt không thể vận chuyển qua đường ống Nord Stream dòng chảy phương Bắc tới trung tâm này. Hôm 29 tháng 7, ông Putin xác nhận vấn đề này vẫn nằm trong chương trình nghị sự vì vai trò ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách quốc gia trung chuyển khí đốt tới châu Âu. Nhưng theo nhà lãnh đạo Nga, đây sẽ là một nền tảng giao dịch điện tử cho mặt hàng khí đốt chứ không liên quan tới việc lưu trữ một lượng lớn khí đốt Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Anspaslan Bayraktar cho biết dự án sẽ cho phép đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng cho châu Âu và giúp giải quyết các xung đột khu vực. Nga vận chuyển khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen thông qua hai đường ống Blue Stream và Turk Stream với tổng công suất gần 48 tỷ mét khối mỗi năm. Mỗi nhánh của đường ống đôi Turk Stream phục vụ thị trường thổ nhĩ kỳ trong khi nhánh còn lại nối với mạng lưới đường ống dẫn khí đốt của các quốc gia nam âu khiến thổ nhĩ kỳ trở thành quốc gia trung chuyển khí đốt quan trọng của nga theo ước tính của tập đoàn đầu tư sinara của nga do công suất của các đường ống qua biển đen không còn được sử dụng hết nên chúng có thể vận chuyển thêm 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ nga tới châu âu ngay sau năm 2025 nếu trung tâm khí đốt ở thổ nhĩ kỳ được thành lập sinara dự báo tổng lượng vận chuyển khí đốt theo đường ống về phương Tây của Nga vào khoảng 51 tỷ mét khối trong năm nay, bao gồm 24 tỷ mét khối tới Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen và khoảng 15 tỷ mét khối tới châu Âu qua Ukraine. Ngoài ngũ cốc và khí đốt, ông Putin và ông Erdogan có thể thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay đổ bộ BE-200 CHS do Nga sản xuất trong bối cảnh cháy rừng ở nước này. Hai máy bay như vậy đã khởi hành từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 7 để hỗ trợ nỗ lực chữa cháy. Mỹ-Trung khó nối lại đối thoại quân sự. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc đã và đang nỗ lực nối lại đối thoại trong một số lĩnh vực như quân sự vẫn là điểm nóng mà hai bên chưa đạt được nhiều tiến triển. Mục đích chính của chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là giúp giảm bớt những hiểu lầm và thông tin sai lệch để ngăn chặn các sự cố giữa hai bên. Tuy nhiên, ông Antony Blinken đã không thành công cho việc nối lại các cuộc đàm phán giữa quân đội hai nước, mức độ liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự đang ở mức thấp nhất và các sự cố giữa quân đội hai nước đang gia tăng về tần suất và cường độ khi những sự cố này ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích kêu gọi hai bên tăng cường đối thoại trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hiện nay, căng thẳng Mỹ Trung vẫn ở mức cao. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, tại eo biển Đài Loan, đã suýt xảy ra một vụ va chạm quân sự khi một tàu chiến Trung Quốc đột ngột cắt ngang mũi tàu chiến Mỹ. Sự cố này xảy ra sau khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã áp sát máy bay trinh sát Mỹ trong không phận quốc tế. Các quan chức quốc phòng Mỹ đã mô tả sự cố này là một phần trong những hành vi hung hăng của Bắc Kinh. Mỹ muốn thiết lập lại thông tin liên lạc để giúp giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột giữa hai nước, nhưng Trung Quốc không hợp tác. Ông Jun Sun, một thành viên cấp cao và đồng giám đốc của chương trình Đông Á và giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson đã chỉ ra, quan sát chiến sự Nga-Ukraine và các điểm nóng khác trên toàn cầu, Bắc Kinh có thể nghĩ rằng Washington không thích xung đột trực tiếp điều đó có nghĩa là trung quốc nghĩ rằng họ có nhiều không gian hơn để duy trì áp lực với mỹ và việc đồng ý nối lại đối thoại quân sự với mỹ cũng có thể sẽ làm suy yếu chiến thuật bên miệng hối chiến tranh của họ chuyên gia này phân tích hơn nữa trung quốc có thể muốn khiến mỹ phải đoán mò về ý định và làn xanh đỏ của họ những điểm có thể gây ra xung đột quân sự giữa hai nước ở mức độ cực đoan nhất trung quốc thậm chí có thể tin rằng một cuộc khủng hoảng sẽ tạo ra cơ hội để có được những nhượng bộ từ mỹ và từ đó quốc gia này có thể tiến hành đàm phán về một cơ chế cùng tồn tại hòa bình theo ông Mark Valencia, nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Viện Hợp tác Hàng hải và Quản trị Đại Tây Dương Hoa Giang, Trung Quốc muốn Mỹ thể hiện thiện trí bằng hành động chứ không bằng lời nói. Dường như mọi cơ hội cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa đều được đi trước, theo sau hoặc thậm chí đi kèm với hành động gây hấn hoặc tiêu cực của cả hai bên. Quan trọng nhất, Bắc Kinh muốn Washington chấm dứt hỗ trợ Đài Loan. Họ đã cáo buộc Washington phá hoại các thỏa thuận ngoại giao, vốn là nền tảng cho quan hệ giữa hai bên. Thật khó để hình dung bất kỳ cuộc đối thoại hiệu quả nào sẽ xuất hiện cho tới khi các điều khoản của Trung Quốc được đáp ứng. Nếu không, sự nghi ngờ lẫn nhau vẫn sẽ chiếm ưu thế. Hai bên đã tuyên bố các chính sách cơ bản liên quan tới mối quan hệ của họ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra ba không. Trung Quốc không tìm cách thay đổi trật tự quốc tế hiện có hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ và không có ý định thách thức hoặc thay thế Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra điều mà các báo cáo của Trung Quốc gọi là năm không. Theo những điều này, Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới hay thay đổi hệ thống của Trung Quốc việc hồi sinh các liên minh của họ không nhằm vào Trung Quốc, không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc và không ủng hộ Đài Loan độc lập. Nhiều chuyên gia nhận định sẽ có rất ít tiến triển trong các hoạt động đối thoại quân sự có ý nghĩa dài nước và căng thẳng sẽ vẫn ở mức cao, trừ phi kỳ vọng của Trung Quốc được đáp ứng. Cuộc đảo chính tại Niger làm đảo lộn kế hoạch an ninh của Mỹ. Cuộc đảo chính quân sự tại Niger cuối tuần qua có nguy cơ phá vỡ toàn bộ chiến lược của Mỹ cho việc chống lại các chiến binh Hồi giáo cực đoan đang bành trướng khắp Tây Phi. Ngày 26 tháng 7, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã bị chính các binh sĩ thuộc lực lượng cận vệ bắt giữ và giam lỏng tại dinh tổng thống ở thủ đô Niamey. Cuối ngày hôm đó, đại tá Amadou Abramane, một trong số những lãnh đạo của cuộc binh biến, xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia và tuyên bố quân đội Niger quyết định chấm dứt chế độ mà các bạn biết do tình hình an ninh xấu đi và khả năng quản lý đất nước tồi tệ. Ngày 28 tháng 7, đến lượt tướng Adroha Ramane Tiani, chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống Mohamed Bazoum và cũng là người cầm đầu cuộc đảo chính, xuất hiện trên truyền hình quốc gia, tướng Tiani tuyên bố quân đội Niger sẽ đóng cửa biên giới, ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, đình chỉ các cơ quan nhà nước, bãi bỏ hiến pháp và thành lập chính quyền quân sự với người đứng đầu chính là ông ta. Quân đảo chính quân sự tại Niger đã bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28 tháng 7 ra thông cáo lên án các nỗ lực thay đổi chính phủ một cách bất hợp pháp tại Niger và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Liên minh châu Phi, AU thậm chí còn gắt hơn khi đưa ra tối hiệu thư 15 ngày để quân đội Niger khôi phục quyền lực theo hiến pháp. Pháp và Liên minh châu Âu (EU) ngày 29 tháng 7 cũng quyết định dừng mọi hỗ trợ tài chính và an ninh cho Niger. Ngoài việc ngừng hỗ trợ ngân sách ngay lập tức, tất cả các hành động hợp tác trong lĩnh vực an ninh đều bị đình chỉ vô thời hạn và có hiệu lực ngay lập tức. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell tuyên bố. Mỹ cũng đưa ra phản ứng tương tự nhưng nội dung tuyên bố có phần ít gay gắt hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một phát biểu hôm 29 tháng 7 khẳng định ủng hộ kiên định của Washington với nhà lãnh đạo bị lật đổ Mohamed Bazoum, đồng thời cảnh báo những người đang giam giữ vị tổng thống này rằng sự hỗ trợ hàng trăm triệu đô cho người dân Niger có nguy cơ gặp rủi ro. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã nói chuyện với vị tổng thống đang bị giam giữ và khẳng định quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ của Mỹ với Niger phụ thuộc vào sự tiếp tục của nền dân chủ. "Chúng tôi đang tích cực tham gia với chính phủ Niger cũng như với các đối tác trong khu vực và trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tình hình được giải quyết một cách thích hợp và hòa bình", ông Blinken phát biểu. Có thể thấy, qua các diễn ngôn của Blinken, rằng Mỹ đang khá bối rối trước diễn biến vừa xảy ra tại Niger. Bởi lẽ cuộc đảo chính ở quốc gia này đã làm đảo lộn và có nguy cơ phá vỡ toàn bộ chiến lược của Mỹ trong việc chống lại các chiến binh Hồi giáo cực đoan trong bối cảnh chúng đang bành trướng khắp Tây Phi. Trọng tâm trong cách tiếp cận của Mỹ đối với an ninh khu vực Tây Phi là cử các lực lượng biệt kích huấn luyện các đặc nhiệm địa phương để đối phó với Ankara và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, những tổ chức khủng bố Hồi giáo đang xoay trục từ Trung Đông và Nam Á vào Sahel giải đất nửa khô hạn ở phía nam của sa mạc Sahara trong 6 năm qua. Mohamed Bazoum, người được bầu làm tổng thống DJ năm 2021, từng là đồng minh vững chắc của Mỹ, được xem là chỗ dựa cho Washington trong chiến lược an ninh tại Tây Phi. Theo báo New York Times, Mỹ đã chi hơn 500 triệu đô kể từ năm 2012 tới nay để xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang của Niger. Quốc gia Tây Phi rộng lớn này hiện có máy bay không người lái của Mỹ và lính biệt kích Mỹ, những người đã huấn luyện các lực lượng đặc nhiệm của Niger và cố vấn cho họ trong các chiến dịch chống khủng bố. Boko Haram, cũng như các chi nhánh địa phương của al và IS. Năm 2017, bốn binh sĩ Mỹ đã không qua khỏi trong cuộc phục kích của các chiến binh thuộc chi nhánh IS tại Niger. Hiện tại có khoảng 2.000 binh sĩ nước ngoài, trong số đó bao gồm gần 1.000 lính Mỹ đang đồn trú ở khu vực quân sự của sân bay quốc tế Niamey, thủ đô Niger, nơi còn được gọi với cái tên căn cứ không quân 101. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng dành cho Tổng thống Mohamed Bazoum một ghế danh dự bên cạnh ông tại hội nghị thượng đỉnh do Mỹ tổ chức với các nhà lãnh đạo châu Phi tại Washington năm ngoái. Ngoại trưởng Anthony Blinken đã tới thăm Niger vào tháng 3 vừa qua để công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 150 triệu đô trong một động thái mà các nhà ngoại giao mô tả là nhằm cụ thể hóa những lợi ích của việc Niger chọn Mỹ làm đồng minh. Nhưng bây giờ, cuộc chính biến tại Niger có thể làm đảo ngược tất cả những nỗ lực ấy. Dù một số quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nói với báo World Street rằng quân đội Niger có thể vẫn muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ và phương Tây, song với những hạn chế do luật pháp Mỹ áp đặt, những gì vừa xảy ra khó tránh khỏi việc gây chia rẽ giữa Washington và Niamey. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.